Hello anh em, chào mừng anh em đã quay trở lại với Tokyo Camera. Như em đã thấy trên bàn mình đây là chiếc Mavic E2. Và ngày hôm nay mình sẽ ở đây để chia sẻ cho các bạn một việc, đó chính là với những anh em mới chơi Flycam thì nên chọn mua Flycam nào. Và tất nhiên rồi, trong video ngày hôm nay mình sẽ recommend anh em là chiếc Mavic E2. Ok, vào video rồi chúng ta cùng tìm hiểu nhá. Ok, thì và để bắt đầu video này thì mình sẽ đưa cho các bạn lý do đầu tiên tại sao mình lại gợi ý cho các bạn là chọn chiếc Mavic E2 này phiên bản combo thay vì là những cái khác. Khi mà chúng ta mua Fly, chúng ta không chỉ quan tâm là chúng ta mua Fly nó có chất lượng như thế nào, thiết kế nó ra sao hay là tính năng nó có những cái gì, mà chúng ta vẫn phải để ý rằng là những cái phụ kiện xung quanh nó có những cái gì đi kèm. Thì rất là may là khi mà DJI cho ra mắt chiếc Mavic E2 này thì các nhà phân phối hay cũng như là Tokyo Camera thì có phân phối thêm một cái bản, đó chính là bản Mavic E2 phiên bản combo. Thì combo này thì chúng ta sẽ có những cái gì? Đầu tiên là chúng ta sẽ có 3 quả pin. Đây, trong hộp thì các bạn sẽ có sẵn là 3 quả pin như thế này, để sẵn trong hộp luôn, được tặng kèm. Thế nên là cái việc mà các bạn là không phải lo lắng rằng là sẽ phải mua thêm pin và pin giá bao nhiêu một quả, hay là phải mua pin ở đâu cho uy tín chất lượng để nó đảm bảo cho cái việc là thiết bị anh em mình sử dụng ổn định nhất. Thì đây, 3 quả pin này là 3 quả pin chính hãng được tặng kèm sẵn trong cái hộp khi mà các bạn mua bản combo. Điều này khá là tốt. Và tiện thêm nữa là nếu như anh em mà muốn mua pin Flycam, tất cả các dòng Flycam, thì anh em hãy xuống dưới phần mô tả, mình có để một cái link là tham khảo những pin Flycam cũng như là tham gia group nhé, để bọn mình có thể tư vấn kỹ hơn. Ok, và điểm tiếp theo nữa đó chính là cái filter. Thì như các bạn đã biết thì filter các dòng máy ảnh ấy, thì các anh em có thể mua được rất là nhiều trên thị trường. Filter ND, filter nói chung là rất nhiều loại filter. Nhưng mà filter cho Flycam thì rất là hiếm nhá, không phải là hãng nào cũng bán hay là bán tràn lan. Thực ra là đến thời điểm hiện tại, nếu như các bạn đặt mua nước ngoài hay đặt mua trên Amazon thì nó rất là dễ. Tuy nhiên thì khi mà về Việt Nam thì giá nó khá là cao. Thì may mắn thay là DJI đã cấp cho cái bộ combo này hẳn một bộ filter, bao gồm 3 cái filter ND luôn, bao gồm từ ND16 cho đến ND256, tùy anh em phục vụ vào trong mục đích như thế nào. Thì cái filter sử dụng và thay thế như thế nào thì bọn mình cũng đã có một video rồi, mình sẽ để nó ở trên góc trên này để anh em có thể xem. Ok, điều tiếp theo mà những anh em newbie như mình trước đây mà mặc thường gặp phải, đó chính là điều khiển Flycam như thế nào, hay là cái Fly này bay ra sao, bay như thế nào để cho an toàn. Thì trên những cái chiếc Flycam hiện tại thì những cái cảm biến hay là như trên Mavic E2 ở đây thì những cái bộ cảm biến của nó đã phục vụ rất là tốt rồi. Thêm nữa là con Mavic E2 này được trang bị rất nhiều công nghệ cũng như là rất nhiều những cái tính năng đi kèm theo cái phần mềm của Mavic E2 để giúp cho anh em có những cái shot bay rất là thú vị cũng như là thỏa mãn cái sự sáng tạo của anh em. Thì điều này rất là hợp lý với những người mới chơi. Thì như trước đây là mình bay fly thì mình không bay nhiều, mà sau một quãng thời gian khoảng tầm đâu đấy là gần 1 năm mình không bay fly, cho đến khi mình cầm chiếc Mavic E2 này bay trở lại, thì mình nhận thấy một điều là chiếc Mavic E2 này khá là dễ điều khiển, và cũng như nữa là nhờ những cái tính năng mà hãng cung cấp cho nó, vậy nên là những cái shot quay của mình hay những cái footage của mình khi mình đi bay ấy, thì nó đảm bảo đúng cái ý đồ của mình là mình bay như thế nào thì nó sẽ như thế, cũng như là cái việc hiệu ứng hình ảnh nó đem lại phù hợp với những cái mình mong chờ. Và cái mình nhắc đến ở đây đó chính là những cái công nghệ như là Active Track hay là những cái chế độ quay Quick Shot. Thì những cái chế độ này thì mình cũng đã có những video hướng dẫn rồi, cũng đã có những cái video chỉ chi tiết cho anh em rồi, anh em có thể tham khảo thêm để có thể là điều khiển chiếc Mavic E2 này. Tuy nhiên thì theo như mình cảm nhận thì sau một thời gian dài mình sử dụng chiếc Mavic E2 này, thì tất cả những anh em mới chơi khi mà có cái tính năng Active Track ấy thì luôn luôn đảm bảo được một vấn đề, đó chính là ví dụ anh em quay vật thể nhiều như mình hay quay xe hay quay nhà cửa các thứ, hay là khung cảnh mà mình quay cần nó ở một chỗ cố định ấy, mà lúc nào mình cũng muốn là cái hình ảnh cái vật thể của mình nó đi theo, thì cái Active Track của trên chiếc Mavic E2 này thực hiện khá là tốt. Đó, điều này thì rất là phù hợp với những em là mới chơi thôi, cũng không cần phải quan tâm là mình nên lái như thế nào, mình nên điều khiển cam ra sao, thì học điều khiển thì cũng được thôi, cũng rất là dễ, bởi vì khi mà anh em quay những thước hình nó chất lượng cao hơn hay là có những ý đồ mà Active Track nó không thực hiện được thì cái này anh em phải update dần. Còn nếu như với những người mới chơi thì có Active Track sẽ rất phù hợp với những bạn mới bay lần đầu tiên và cũng như là muốn có những hình ảnh rất là thuyết phục. Ok, thì sau tất cả thì chúng ta sẽ quay trở lại với phần chất lượng. Thì anh em nếu như tham gia group Flycam ấy thì cũng đã thấy được rằng là chất lượng của chiếc Mavic E2 này đem lại từ đâu, với cảm biến 48 megapixel, một cảm biến khá là lớn, cũng như là rất nhiều những cái khả năng hỗ trợ quay, ví dụ như là mình thích nhất là 4K HDR này, 4K 60 frame này, những tính năng slow motion này,
hay là tham lát các thứ, quá là nhiều công nghệ, quá là nhiều những độ phân giải tùy chọn để cho anh em có thể phục vụ những mục đích của anh em mình. Hay như thêm nữa, cái mình thích nhất ở trên Mavic này thì nó có một chế độ giả lập lock. Đấy, cái này thì phục vụ cho những em nào kiểu hay làm màu, cũng như là muốn những cái thước phim mình nó cine một tí, có những đoạn màu nó cine một tí, hay cũng như là việc kiểm soát màu dễ hơn, thì chúng ta đã có D-Line cine. Đó, cái này rất tốt và mình dùng khá là nhiều. Trong những cái lần mình đi bay thì hầu như là mình để D-Line, chứ mình không nghĩ khi mình để thường lắm. Tiếp đến nữa là tại sao anh em nên mua Mavic E2, bởi vì thường thường những người mới chơi như anh em mình ấy thì hay phải mang vác đi này nọ lọ chai, mà bây giờ anh em mua flycam to quá thì thứ nhất là anh em không có không gian để tập, thứ hai nữa là nó rất là nặng. Thì với Mavic E2 thì với một cái khối lượng nhẹ và cũng như là nhỏ gọn như này, anh em làm dịch vụ thì vẫn có thể là nhét thêm flycam vào trong cái ba lô đồ của anh em mình. Cũng như là anh em đi du lịch thì chiếc fly này khá là nhỏ gọn thôi, chúng ta lại có cả một cái túi đi kèm nữa, chỉ cần xách cái túi đi là xong, cũng không vướng quá là nhiều không gian trong ba lô hay là vali của các bạn. Đó, điều này thì nó có cái tên là E bởi vì nó nhỏ gọn. Đó, nếu như anh em mà thích bé hơn một tí nữa thì chúng ta sẽ có phiên bản khác. Tuy nhiên, để mà đảm bảo chất lượng cũng như là cái việc anh em có một cái thiết bị vừa dùng để bay dịch vụ cũng như là vừa dùng trong cái nhu cầu cá nhân, thì chiếc Mavic E2 vẫn là hợp lý hơn. Ok, cuối cùng thì là chúng ta sẽ đến với vấn đề là giá. Và hiện tại thì phiên bản combo như mình đang giới thiệu đến anh em ở đây thì Tokyo Camera đang bán với mức giá niêm yết của hãng là 23.419.000, mình không nhớ rõ chính xác giá. Tuy nhiên thì anh em có thể xuống phần mô tả, mình đã để link mua hàng ở dưới rồi, anh em chỉ cần kích vào là sẽ thấy giá thôi. Thì với cái mức giá 23 triệu này, anh em sẽ có những gì mình sẽ nhắc lại một chút. Thứ nhất là anh em có rất nhiều phụ kiện cũng như là đồ chơi để cho anh em có thể sử dụng. Thứ nhất là cái đáng giá nhất là ba quả pin đó, cũng như là một cái đốc sạc 3 pin đi kèm, một bộ filter ND có sẵn, cũng như là rất nhiều dây cáp kết nối, anh em dùng thiết bị nào cũng có thể kết nối được, không phải lo lắng là tôi không dùng iPhone tôi kết nối được không, điện thoại tôi Type-C có được không, không. Được cái là DJI rất là tâm lý khi trên cái bộ combo này là có đủ tất cả các loại cáp, anh em thích kết nối kiểu gì cũng được. Thì như vậy vừa rồi là một video mình chia sẻ nhanh về cái việc là anh em mới chơi flycam thì nên chọn chiếc flycam nào. Thì mình recommend là chiếc DJI Mavic E2. Đó, một chiếc flycam nhỏ gọn, chất lượng cũng như là rất nhiều đồ chơi cho anh em có thể sử dụng. Anh em newbie là mà mới chơi thì nên mua con này. Đó, giá cả thì cũng không gọi là đắt lắm, rất là phù hợp với túi tiền của anh em nữa. Đó, anh em có ý kiến gì về chiếc Mavic E2 này, hay là mình muốn mình làm thêm điều gì về flycam hay là gimbal thì hãy để lại bình luận phía dưới. Link mua hàng thì mình đã để hết ở bên dưới rồi, anh em có thể tham khảo thêm nhá. Còn bây giờ thì xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại anh em trong những video lần sau. Đừng quên để lại cho mình một like cũng như một subscribe nhá. Xin chào.